Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên, nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp, ngược lại bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ chín tháng chín ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca: công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó con phải len lén bỏ ra nhà sau im lặng,
càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cán. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát, nhưng chúng ta nào biết. Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn, và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ, mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy.
bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ, quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy công cha bao năm tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi, hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ tự nghiêm. Trong chúng ta ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể, nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng hú ý của rể. Tuổi càng cao khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích, cha nghe đâu đập đó, chứ mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc vận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang rệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ, nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng kêu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào, mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp
thì mẹ được sinh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đối khác bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào sớm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ,
con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tích đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ. Cho nên mẹ phải thức canh chừng, để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là vì nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc. Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên ba lên năm thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ, nay đã sờn vai rách túi mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu dáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân,
không chòm sớm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi, của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỗi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không, trên cõi đời này không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng mẹ vẫn hướng về con, thương con cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy dẫy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thấy được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắt để xuống mồi để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con. Nên chỉ có thể nói, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu, cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau.
Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà, mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha tiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàn đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà, thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ thì mẹ niệm Phật không ngớt, để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bịnh rịnh bên mẹ, đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt nhưng cố gượng gạo khuyên con: "Gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không? Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong." Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. "Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếp, quần xăn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành. Và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà trăm tuổi, còn thương con 80.
ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở thấp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, làm nổi chưa đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tựa hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét, đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ. Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi, để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo, vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã sôi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu.
mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dồi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái, hay hỉ hạ với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căng khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi,
dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta, ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh. Mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh. Một người con đã dông ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã dông ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế, thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn Thiên Kinh Vạn Quyển, Hiếu Hạnh Di Tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ chín tháng chín ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị,
từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo xơ xác đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết, hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh, cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn, và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu,
cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra. Khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ. Khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy. Bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ. Quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách, gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Trong chúng ta, ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn. Nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể. Nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất. Dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chứ mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè. Việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc vận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang rệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu, mà đành âm thầm nghĩ đến câu: vạn vật vô thường. Do đó,
cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào. Mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp, thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên, nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chân trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đối khác bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha
cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào xóm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nài. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tức đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ. Cho nên mẹ phải thức canh chừng, để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là gì? Nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm, mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc? Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên 3 lên 5 thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời lam lũ,
nay đã sờn vai rách túi, mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu giáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân, không chòm xóm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỗi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không? Trên cõi đời này, không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng, mẹ vẫn hướng về con, thương con, cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chứ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy dẫy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thấy được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắc để xuống mồi để để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non,
thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con, nên chỉ có thể nói nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu, cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha tiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàn đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ thì mẹ niệm Phật không ngớt,
để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bịnh rịnh bên mẹ. Đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt, nhưng cố gượng gạo khuyên con: "Gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không? Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong." Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. "Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếp, quần xăn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành. Và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà 100 tuổi, còn thương con 80. Ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra, những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng: "À ơi, những đứa con ngày một lớn lên càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên càng xa xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, làm nổi chưa đứa con của mẹ?" Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng? Lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tự hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ.
Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét. Đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ." Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi, để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo. Vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã sôi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dòi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn, quá hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng.
Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căn khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh: mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Đại Thừa, một người cần phải trải qua rất nhiều kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng nếu theo con đường Kim Cương Thừa, được một vị thầy đã chứng đắc hướng dẫn và gặp các duyên tốt, thì người ta có thể đạt quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tại. Vì thế người ta gọi nó là con đường tắt. Nhưng nói vậy không có nghĩa Kim Cương Thừa là con đường mà ai cũng có thể đi được. Theo sự hiểu biết của tôi, đây là một chân lý tối thượng dành cho các bậc Bồ Tát mà công phu tu hành tinh tấn đã trải qua vô lượng vô số kiếp. Các ngài đã đến giai đoạn cuối cùng của con đường chứng đắc. Chỉ cần một nhát gươm chém tan màn vô minh để hốt nhiên giác ngộ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các vị tổ Bồ Tát này đã có đủ giới định tuệ, đã mở lòng từ bi bác ái, đã phát tâm Bồ Đề kiên cố, hiểu lý vô thượng, luật nhân quả.
chứ những kẻ mà giới chưa giữ nổi, định chưa yên, lòng đầy ích kỷ ngạo mạn, tâm còn lao chao như ngọn đèn trước gió mà đòi đi đường tắt, thì thật là quá rồ dại, ngông cuồng. Như vậy, theo ý ông, người ta chỉ nên đi vào những con đường khác ít nguy hiểm hơn hay sao? Đó chỉ là một thí dụ. Thật ra muốn hiểu về kim cương thừa, phải có kiến thức rất rõ rệt về tiểu thừa cũng như đại thừa, vì tất cả đều là Phật thừa. Gọi là tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa chỉ là những danh từ, những giai đoạn, trình độ hay những phương tiện mà thôi. Chứ cả ba con đường hoàn toàn không có gì sai khác. Xin ông nói rõ hơn về ba con đường này. Con đường nhỏ hay tiểu thừa đặt căn bản trên giới luật thiền định để kiểm soát thân khẩu ý. Nhờ sự giữ gìn những kỷ luật nghiêm cẩn, có một đời sống trong sạch thanh tịnh, và nhờ sự thiền định theo dõi từng hơi thở, từng cảm giác, từng ý tưởng nhen nhúm trong tâm, mà người hành thiền ý thức được rằng trong thế gian này thật không có gì bền vững, vĩnh cửu, mà chỉ là do tâm tạo ra. Nhưng tâm hay tư tưởng cũng không hề bền vững, mà thật ra chỉ là những diễn tiến chập chờn, xáo động, trùng trùng điệp điệp, không hề chắc chắn. Từ ý thức này, họ sẽ thấy rõ ràng tính cách vô ngã của mình và sự lầm lẫn về cái ngã là nguyên nhân của tất cả đau khổ phiền não. Vì nhận thấy rằng có một cái ngã nên con người mới cố gắng tô điểm bảo vệ, gìn giữ cho nó được trường tồn. Họ đã nhân danh đủ mọi thứ, từ tôn giáo đến triết học, để đề cao cái bản ngã này. Họ đã tạo ra hình ảnh thượng đế hay lý thuyết về sự bất tử để thỏa mãn ước vọng thầm kín tồn tại mãi mãi trong cái dòng vô minh. Cho đến khi thực sự quán triệt được tính chất vô ngã của mình, họ mới chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành, thức và tìm cách thoát khỏi mạng vô minh. Tự giác là mục đích của con đường này. Từ sự ý thức về tính vô ngã của mình, cái ngã trở nên không còn quan trọng nữa, sẽ đưa đến việc mở rộng lòng thương đến những người xung quanh. Khi cái ta không còn nữa, thì đâu còn sự phân biệt giữa ta và người khác, chủ thể và đối tượng. Con đường rộng hay đại thừa dựa trên sự ý thức về tính vô ngã của mình và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài chúng sinh. Không tìm sự giải thoát cho mình mà giúp đỡ tất cả đều được thoát khỏi phiền não, khổ đau. Kinh điển đại thừa nhiều như rừng bể, cao siêu khôn lường, không thể nói trong ít lâu mà hết được, nhưng tự trung đều dựa trên sự phát triển lòng từ bi, không những tự giác ngộ mà còn giác tha. Con đường tắt hay kim cương thừa được gọi là kim cương vì đề cao sự khám phá ra tính cứng rắn không thể hư hoại được của trạng thái giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của sự vật. Kim cương là thứ sắc bén có thể xuyên thủng mọi vật, là lưỡi dao bén xuyên thủng màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Kim cương thừa đề cao sự phát triển trí tuệ siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã. Để đạt đến trí tuệ này phải có một tấm lòng từ bi vô cùng rộng lớn. Do đó kim cương thừa liên quan mật thiết với đại thừa, và có thể nói rằng kim cương thừa là giai đoạn chót của đại thừa, giai đoạn sau khi đã khai mở rốt ráo lòng từ bi, bắt đầu chuyển thức thành trí để nhận thức chân lý. Điều quan trọng cần biết là cả ba con đường tuy thế vẫn chỉ là một nhất thừa, vì trên thực tế không hề có sự sai khác. Cả ba đều chỉ là một sự tiếp diễn không ngừng, vì tên gọi mật thừa tantra còn có nghĩa là sự nối tiếp. Tuy gọi là nối tiếp nhưng không hề có khởi đầu hay chấm dứt, mà thực ra nó là một cái vòng tròn. Trong đó ba con đường có thể ví như những sợi chỉ ba màu cùng quấn lại. Vì tính chất tương quan này, ta có thể nói đó là những giai đoạn trình độ trên cùng một con đường giải thoát. Nếu không áp dụng các căn bản giới định của tiểu thừa để tự độ, thì khó có thể đi vào con đường phổ độ của đại thừa. Và nếu thiếu lòng từ bi của đại thừa, thì không thể đi vào con đường trí tuệ của kim cương thừa. Kim cương thừa hay mật thừa là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các tổ mật tông đều nhấn mạnh đến việc tu học thần chú như phương tiện để đạt đến sự giác ngộ. Truyền thống mật tông xây dựng trên sự truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ hết sức bí mật. Nhưng bí mật ở đây không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Sở dĩ có sự bí mật vì khẩu quyết đó chỉ có thầy vốn biết rõ căn cơ, trình độ của học trò
nên mới có thể chỉ dạy một phương pháp thích hợp nhất riêng cho học trò đó mà thôi. Khẩu quyết này có thể tạm ví như một thiền tông công án, chìa khóa giúp người đó tỉnh ngộ, nhưng chỉ một người thôi chứ không thể áp dụng cho hàng loạt. Nhờ chuyên tâm tu hành khẩu quyết này mà học trò có thể phá vỡ tà kiến, vén màn vô minh để nhìn thẳng vào sự thật. Do đó, tu theo mật tông phải có thầy, chứ không thể nghiên cứu vài cuốn sách hay học thuộc lòng vài câu chú như nhiều người thường nghĩ. Đã thế, vị thầy hướng dẫn còn phải là người kinh nghiệm, có những ấn chứng mới hướng dẫn học trò một cách tốt đẹp, hiệu quả được. Có hai sự nguy hiểm lớn trong việc tu theo mật tông. Vì sự truyền dạy không dựa trên sách vở, lý thuyết, nên người học không biết đâu là đúng là sai. Vì thiếu các chỉ điểm nên rất dễ đi vào con đường tà đạo. Vì phải dựa vào một vị thầy nên sự lựa chọn bậc chân tu đạo hành có kinh nghiệm hành trì mật tông là rất khó. Nếu gặp người thiếu kinh nghiệm thì cả thầy lẫn trò đều dễ lạc vào những cảnh giới huyền hoặc và vô cùng nguy hiểm của vô minh. Ngoài ra, vì tính bí mật không thể giải thích nên đã có nhiều ngộ nhận lầm lẫn của những người nghiên cứu mật tông theo sách vở. Nhiều người đã hiểu lầm những biểu tượng mật nghĩa rồi theo đó giải thích, tạo ra nhiều ngộ nhận vô cùng đáng tiếc, như mật tông là một kỹ thuật giao quan hưởng lạc, khai mở luồng quả hầu, tu dưỡng chân khí, thái âm bổ dương, vân vân. Đây chỉ là sự phóng chiếu các tư tưởng bệnh hoạn của những đầu óc ích kỷ, thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Có những điều chỉ có thể cảm được, ngộ được, nhưng không thể diễn tả được, nên các tổ đã sử dụng những biểu tượng để tượng trưng cho điều các ngài muốn nói. Những mật nghĩa để người đời sau phải suy nghĩ, phải sống, phải trải nghiệm thì mới hiểu được. Nhiều người đã dựa vào những biểu tượng mật nghĩa này để giảng giải mật tông một cách hoàn toàn sai lạc. Chẳng hạn như đây là con đường tắt, nhanh chóng để đạt đến kết quả. Làm sao một người sống trụy lạc, thân, khẩu, ý, hoàn toàn bất tịnh, chỉ cần đọc vài câu chú đã có thể giác ngộ, nhập niết bàn được. Giả sử như nếu có một câu mật chú mang lại kết quả như thế, thì tại sao người truyền dạy nó chưa nhập niết bàn ngay, mà còn mang ra rao bán bừa bãi để đổi lấy những số tiền cúng thầy, cúng tổ, hay những danh vọng hảo quyền mà người đời tôn cho họ? Người ta không thể tìm một giải pháp cấp tốc trong một thời gian thật ngắn mà đạt được kết quả tối đa. Tất cả những gì thiếu mục đích chân chính, chỉ nhằm đạt đến kết quả thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Không những mình đã làm người khác lầm lẫn mà còn đánh lừa chính mình nữa. Kim cương thừa có tính bí mật vì nó là một phương pháp tuyệt đối dành cho các bậc tu hành hết sức cao, chứ không phải để mang ra truyền dạy bừa bãi. Đa số mọi người chỉ thích nhắm vào kết quả mà không chịu hành động. Họ muốn học cách nào nhanh nhất, lẹ nhất và ít tốn công nhọc sức nhất. Cũng ví như người muốn lên lầu nhưng không muốn leo cầu thang mà đòi dùng thang máy. Không những họ lười biếng, thiếu kiên nhẫn mà còn tham lam. Với thái độ như vậy, không bao giờ họ có thể đi vào con đường này. Có lẽ vì biết thái độ của đa số chúng sinh đều như thế, nên các vị tổ mật tông đã gìn giữ giáo lý này trong dòng bí mật. Những bộ kinh của Kim Cương Thừa ít được truyền bá rộng rãi. Tôi có dịp gặp lại Bon Brady nhiều lần sau đó. Sau mỗi lần gặp gỡ, tình bạn giữa chúng tôi lại nảy nở thân thiết hơn. Bon luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực hành và khuyên tôi nên tránh con đường nghiên cứu một cách tự chưng. Tôi đã phung phí gần 10 năm trời làm chuyện vô ích này, nên không muốn thấy ai đi vào con đường này nữa. Đó cũng là lý do tôi không còn thích viết sách. Tôi muốn quên đi tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra. Chân lý không phải để mang ra nói đi nói lại, mà phải sống theo đó thì mới có lợi ích. Anh không nên chạy theo những lý thuyết diễn dông, mà hãy đặt câu hỏi xem chân lý đó có giúp gì cho mình không, và nếu được thì hãy sống theo nó. Làm sao một người đang đi trên con đường trí thức từ chương như ông lại có thể thay đổi như vậy được? Là một học giả, tôi chỉ biết nói về lý thuyết chứ chưa hề có trải nghiệm tâm linh. Dĩ nhiên tôi ý thức việc này hơn ai hết, nhưng trải nghiệm này đâu phải muốn mà được. Việc nghiên cứu của tôi
chỉ đi đến một giai đoạn rồi bế tắc. Người ta không thể đi xa hơn nữa nếu không có trải nghiệm tâm linh. Do đó, tôi chỉ lặp lại những lý thuyết khô khan và quanh quẩn trong phạm trù trí thức rồi rơi vào cái bẫy ngôn từ. Khi không thể diễn tả các trải nghiệm thực sự, người ta bắt đầu tưởng tượng, phóng chiếu các sự kiện này lên bằng những danh từ thật kêu. Lúc đầu tôi còn lúng túng vụng về, nhưng về sau, chính những danh từ hình ảnh của sự tưởng tượng này đã ám ảnh tôi. Nói cách khác, tôi đã tự lừa dối chính mình bằng các ảo ảnh đó lúc nào cũng không hay. Về sau ý thức được điều này, tôi đã qua Nhật tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để nhờ người giúp cho. Vị thiền sư nói rằng chỉ khi nào tôi có thể quên tất cả những sách vở đã đọc thì mới có thể chỉ điểm cho tôi thêm được. Tóm lại, những điều tôi học hỏi, nghiên cứu đều trở thành chướng ngại cho việc tu học của tôi. Bon ra đi ngưng lại, rồi lắc đầu. Giả như anh có thể hiểu được sự sụp đổ của trí thức kinh khủng và ghê gớm như thế nào, tất cả những gì tôi tin tưởng và tự hào bỗng dưng trở nên vô giá trị. Tất cả những mốc điểm đều biến mất, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, chơi giới và hoảng hốt gần như phát điên vì không biết phải làm gì. Tôi cầu xin vị thiền sư giúp tôi. Vị này cũng tử tế chỉ cho tôi cách thiền định để chế ngự cái tâm. Nhưng sau mấy tháng liền, tôi không sao định tâm được. Các định nghĩa, danh từ, lý thuyết cứ nổi lên ám ảnh đầu óc đang hoang mang của tôi. Đến khi đó, tôi mới thực sự trải nghiệm được sự vô ích của tự chưa. Sau một thời gian tập thiền không kết quả, tôi đành trở về châu Âu. Trên đường về, tôi ghé qua Ấn Độ. Phải chăng có điều gì đã xảy ra làm ông thay đổi? Bon Reddy gật đầu. Phải, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Không lẽ ông ta có khả năng thay đổi người khác như vậy sao? Bon Reddy xác nhận. Phải, khi tiếp xúc với một bậc thiền tri thức, mình có thể thay đổi được chứ. Nhưng ông có tin Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Bồ Tát hóa thân như người Tây Tạng vẫn tin tưởng? Điều đó tùy sự tin tưởng của mỗi người. Phật giáo không quan niệm về một quyền lực ngoài giới mà chú trọng đến sự toàn thiện của mỗi con người. Khi một người đã chuyển được tất cả những năng lực trong mình, kết tinh thành một tâm thức siêu đẳng hay tâm thức Bồ Đề, ta có thể gọi đó là một vị Thánh hay một vị Đạt Lai Lạt Ma. Vì đã có nhiều người đạt đến trạng thái này, nên ta có thể biết chắc rằng điều này có thể thực hiện được. Ngay quả vị cao tột như Phật mà cũng đã có người Thái tự Tất Đạt Đa đạt đến, thì phải biết chắc rằng có người có thể đạt đến những quả vị rất cao, có đủ năng lực để giải phóng chính mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Một lời nói cao quý tràn đầy hy vọng. Danh từ Đạt Lai Lạt Ma có nhiều nghĩa, nhưng mật nghĩa của nó là một người đã vượt qua cái bản ngã của mình. Khi một người không còn bị giam hãm trong cái bản ngã nhỏ bé nữa, thì người đó là tất cả. Người đó trở thành một biển tình thương rộng lớn. Danh từ Đạt Lai là phiên âm tiếng Mông Cổ của tiếng Hoa Đại Hải hay biển lớn. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong trường hợp nào? Từ trước đến nay, các kinh điển Tây Tạng rất ít được truyền ra ngoài. Khi người Tây Tạng tị nạn vào Ấn Độ, họ đã mang theo rất nhiều sách vở kinh điển và cần phải thu xếp, sắp đặt theo thứ tự để kiểm kê trước khi thành lập một thư viện. Là một học giả thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả Tạng ngữ, nên tôi đã bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên, tôi đã tình nguyện giúp họ soạn thảo hồ sơ, sắp đặt và tổ chức một thư viện chính. Hôm đó, đang cắm cúi ghi chép những tài liệu, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma từ đâu bước vào. Ngài im lặng nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không hay biết, cho đến khi một nhân viên làm việc lên tiếng giới thiệu tôi với Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma từ tốn nói, ông làm việc như vậy đã đủ rồi, đừng nên tham lam nữa. Câu nói thoáng nghe không có gì quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi thấy như có một cái gì rung động lạ thường. Tôi định lên tiếng hỏi thì Ngài đã chỉ vào tờ giấy nháp mà trong đó tôi đã ghi chép các chi tiết
bằng tốc ký và nói: tờ giấy nháp đầy chữ đó không dùng được, phải biết lựa lọc ra thì mới có ích lợi. Lời nói dường như vô tình đó, tự nhiên có một sức mạnh giăng dội vào đầu tôi. Trong thoáng chốc, những thắc mắc từ trước của tôi bỗng sáng ra. Tôi đứng sững, mồ hôi toát ra đầm đìa, cho đến khi ngài bước ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay. Rồi sao nữa? Anh không hiểu ư? Trọn cuộc đời tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, ví như tờ giấy nháp đầy chữ. Tôi chưa biết chọn lọc trong đó ra những gì cần thiết để áp dụng cho mình. Các kiến thức mà tôi sở hữu lúc ấy chỉ như một tờ giấy nháp đầy chữ. Vì quá nhiều kiến thức nên nó ám ảnh tôi ngày cũng như đêm. Khi xưa, vị thiền sư người Nhật chẳng phải đã nói rằng chỉ khi nào quên hết chữ nghĩa thì tôi mới tiến bộ được kia mà. Tôi đã suy ngẫm về vấn đề này rất lâu, nhưng chưa đạt đến kết quả nào. Lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tia sét phá vỡ tất cả thắc mắc của tôi. Nó có một quy lực rất mạnh, làm tôi chấn động toàn thân như bừng tỉnh. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Toàn thân tôi nóng ran như lên cơn sốt. Hôm sau, tôi xin ý kiến ngài. Lạ thay, khi vừa gặp tôi, ngài đã nói rằng bây giờ tôi có thể thiền định được rồi. Ngài chỉ cho tôi thêm một vài khẩu quyết để bổ túc vào phương pháp thiền tôi đã học ở Nhật. Trước đó, tôi không thể định tâm, mà sau lần này tôi có thể làm được dễ dàng. Các danh từ, quan niệm, từ chương bỗng biến đâu mất hết. Càng thiền định về các chân lý khẩu truyền này, tôi càng quên đi những gì thuộc về sách vở tri thức. Sau đó, tôi đã tu nhập thức để suy ngẫm về những điều đã học hỏi. Và càng suy ngẫm, tôi càng thấy cái gọi là tri thức chỉ đáng dứt đi, không có một chút ích lợi gì cả. Nhưng ông tu nhập thức thế nào? Tu nhập thức cũng có nhiều giai đoạn. Trong những năm sau cùng, tôi chỉ nhìn vào vách tường. Tại sao lại nhìn vào vách tường? Anh có thể suy ngẫm rất nhiều khi nhìn vào một vách đá trơn tru. Anh có thể quán chiếu về sự rỗng lặng, sự đau khổ, hư hoại, sinh tử luân hồi. Anh có thể quán xét từng viên sỏi, từng hạt bụi bám trên vách đá, cũng như tất cả những hiện tượng đến từ cái không. Tóm lại, nhờ quán tưởng những điều này mà anh thấy rằng anh không thể tin tưởng vào giác quan của mình được. Một khi đã kiểm soát được sự nhận thức của mình, anh có thể thay đổi thực tại. Anh sẽ trải nghiệm được cái hiện tại vô cùng. Tôi không thể giải thích thêm những điều mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Đây là điều mà anh chỉ có thể trải nghiệm mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể trải nghiệm được? Anh cần phải tập thiền, và trước hết anh cần một vị thầy. Nhưng ông cũng có thể giúp tôi được kia mà. Tôi chỉ là một kẻ cũng đang lần mò đi như anh thôi. Anh cần một người đã có kinh nghiệm hướng dẫn. Làm sao tôi tìm được người đó? Bồn ra đi mỉm cười. Anh thử xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sao. Hình như trước đây anh đã gặp ngài rồi kia mà. Tôi bối rối. Quả thật tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại e ngại. Hôm gặp ngài, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ, câu nói nào của ngài. Hình như có một cái gì thân mật, thánh thiện ở con người này, khiến tôi vừa kính phục vừa ngại ngùng.
Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên, nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp, ngược lại bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ chín tháng chín ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca: công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau im lặng,
càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết. Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm. Nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ, mà cha đã vội vàng ru. Ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy.
bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ, quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy công cha bao năm tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi, hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Trong chúng ta ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể, nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng hú ý của rể. Tuổi càng cao khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích, cha nghe đâu đập đó, chưa mắt mờ đâu còn thấy rõ, nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc phận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang triệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ, nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng kêu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào, mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp
thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đối khác bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào sớm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ,
con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tích đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ, cho nên mẹ phải thức canh chừng để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là vì nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc. Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên ba lên năm thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ, nay đã sờn vai rách túi mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu dáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân,
không chòm sớm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỗi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không? Trên cõi đời này, không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng, mẹ vẫn hướng về con, thương con, cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy dẫy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thấy được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắt để xuống mồi để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận, và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con, nên chỉ có thể nói nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu. Cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau.
Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha tiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàn đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà, thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ thì mẹ niệm Phật không ngớt, để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bịnh rịnh bên mẹ. Đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt nhưng cố gượng gạo khuyên con: "Gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không? Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong." Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. "Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếch, quần xăn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành. Và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà trăm tuổi, còn thương con 80.
ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở thấp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa, xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tựa hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét, đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ. Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi, để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo. Vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã sôi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu.
mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dồi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái, hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn quá hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây, chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà, mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu canh khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa, thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: Mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi,
dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờn. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta, ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh. Mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh. Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế, thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn: thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ chín tháng chín ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị,
từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết, hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh, cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn, và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu,
cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn. Bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra. Khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ. Khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy. Bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ, quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Trong chúng ta ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu theo rể, nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng hú ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất. Dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chưa mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè. Việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc phận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang triệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu, mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó
cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào. Mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp, thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên, nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến, một cơn đau dạ kinh hoàng. Mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đối khác bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha
cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào xóm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nài. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tích đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ. Cho nên mẹ phải thức canh chừng, để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là gì? Nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm, mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc? Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên 3 lên 5 thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ,
nay đã sờn vai rách túi, mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu dáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân, không chòm xóm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỗi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không? Trên cõi đời này, không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng, mẹ vẫn hướng về con, thương con, cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy dậy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thể được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mỡm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắc để sú mồi, để lông cho con. Ôi tình mẹ con, quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận, và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy, mẹ cũng thương. Mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non,
thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con. Nên chỉ có thể nói, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu. Cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ, thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha phiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàn đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ thì mẹ niệm Phật không ngớt,
để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bịnh rịnh bên mẹ, đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt, nhưng cố gượng gạo khuyên con: gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không? Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong. Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếp, quần xăn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành, và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà 100 tuổi còn thương con 80, ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng: à ơi, những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, làm nổi chưa đứa con của mẹ? Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng? Lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tự hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ.
Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét. Đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ." Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây, ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo, vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã soi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dòi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng.
Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căng khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi. Muốn choàng tay ôm lấy mẹ, nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu, vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm, và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh, chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời, khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờn. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh: mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Đại Thừa, một người cần phải trải qua rất nhiều kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng nếu theo con đường Kim Cương Thừa, được một vị thầy đã chứng đắc hướng dẫn và gặp các duyên tốt, thì người ta có thể đạt quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tại. Vì thế người ta gọi nó là con đường tắt. Nhưng nói vậy không có nghĩa Kim Cương Thừa là con đường mà ai cũng có thể đi được. Theo sự hiểu biết của tôi, đây là một chân lý tối thượng dành cho các bậc Bồ Tát mà công phu tu hành tinh tấn đã trải qua vô lượng vô số kiếp. Các ngài đã đến giai đoạn cuối cùng của con đường chứng đắc. Chỉ cần một nhát gươm chém tan màn vô minh để hốt nhiên giác ngộ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các vị tổ Bồ Tát này đã có đủ giới định tuệ, đã mở lòng từ bi bác ái, đã phát tâm Bồ Đề kiên cố, hiểu lý vô thượng, luật nhân quả.
chứ những kẻ mà giới chưa giữ nổi, định chưa yên, lòng đầy ích kỷ ngạo mạn, tâm còn lao chao như ngọn đèn trước gió, mà đòi đi đường tắt, thì thật là quá rồ dại, ngông cuồng. Như vậy, theo ý ông, người ta chỉ nên đi vào những con đường khác ít nguy hiểm hơn hay sao? Đó chỉ là một thí dụ. Thật ra muốn hiểu về kim cương thừa, phải có kiến thức rất rõ rệt về tiểu thừa cũng như đại thừa, vì tất cả đều là Phật thừa. Gọi là tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa chỉ là những danh từ, những giai đoạn, trình độ hay những phương tiện mà thôi. Chứ cả ba con đường hoàn toàn không có gì sai khác. Xin ông nói rõ hơn về ba con đường này. Con đường nhỏ hay tiểu thừa đặt căn bản trên giới luật thiền định để kiểm soát thân khẩu ý. Nhờ sự giữ gìn những kỷ luật nghiêm cẩn, có một đời sống trong sạch thanh tịnh, và nhờ sự thiền định theo dõi từng hơi thở, từng cảm giác, từng ý tưởng nhen nhúm trong tâm, mà người hành thiền ý thức được rằng trong thế gian này thật không có gì bền vững, vĩnh cửu, mà chỉ là do tâm tạo ra. Nhưng tâm hay tư tưởng cũng không hề bền vững, mà thật ra chỉ là những diễn tiến chập chờn, xáo động, trùng trùng điệp điệp, không hề chắc chắn. Từ ý thức này, họ sẽ thấy rõ ràng tính cách vô ngã của mình và sự lầm lẫn về cái ngã là nguyên nhân của tất cả đau khổ phiền não. Vì nhận thấy rằng có một cái ngã nên con người mới cố gắng tô điểm bảo vệ, gìn giữ cho nó được trường tồn. Họ đã nhân danh đủ mọi thứ, từ tôn giáo đến triết học, để đề cao cái bản ngã này. Họ đã tạo ra hình ảnh thượng đế hay lý thuyết về sự bất tử để thỏa mãn ước vọng thầm kín tồn tại mãi mãi trong cái dòng vô minh. Cho đến khi thực sự quán triệt được tính chất vô ngã của mình, họ mới chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành, thức và tìm cách thoát khỏi mạng vô minh. Tự giác là mục đích của con đường này. Từ sự ý thức về tính vô ngã của mình, cái ngã trở nên không còn quan trọng nữa, sẽ đưa đến việc mở rộng lòng thương đến những người xung quanh. Khi cái ta không còn nữa, thì đâu còn sự phân biệt giữa ta và người khác, chủ thể và đối tượng. Con đường rộng hay đại thừa dựa trên sự ý thức về tính vô ngã của mình và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài chúng sinh. Không tìm sự giải thoát cho mình mà giúp đỡ tất cả đều được thoát khỏi phiền não, khổ đau. Kinh điển đại thừa nhiều như rừng bể, cao siêu khôn lường, không thể nói trong ít lâu mà hết được, nhưng tự trung đều dựa trên sự phát triển lòng từ bi. Không những tự giác ngộ mà còn giác tha. Con đường tắt hay kim cương thừa được gọi là kim cương vì đề cao sự khám phá ra tính cứng rắn không thể hư hoại được của trạng thái giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của sự vật. Kim cương là thứ sắc bén có thể xuyên thủng mọi vật, là lưỡi dao bén xuyên thủng màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Kim cương thừa đề cao sự phát triển trí tuệ siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã. Để đạt đến trí tuệ này phải có một tấm lòng từ bi vô cùng rộng lớn. Do đó kim cương thừa liên quan mật thiết với đại thừa, và có thể nói rằng kim cương thừa là giai đoạn chót của đại thừa, giai đoạn sau khi đã khai mở rốt ráo lòng từ bi, bắt đầu chuyển thức thành trí để nhận thức chân lý. Điều quan trọng cần biết là cả ba con đường tuy thế vẫn chỉ là một nhất thừa, vì trên thực tế không hề có sự sai khác. Cả ba đều chỉ là một sự tiếp diễn không ngừng, vì tên gọi mật thừa tantra còn có nghĩa là sự nối tiếp. Tuy gọi là nối tiếp nhưng không hề có khởi đầu hay chấm dứt, mà thực ra nó là một cái vòng tròn. Trong đó ba con đường có thể ví như những sợi chỉ ba màu cùng quấn lại. Vì tính chất tương quan này, ta có thể nói đó là những giai đoạn trình độ trên cùng một con đường giải thoát. Nếu không áp dụng các căn bản giới định của tiểu thừa để tự độ, thì khó có thể đi vào con đường phổ độ của đại thừa. Và nếu thiếu lòng từ bi của đại thừa, thì không thể đi vào con đường trí tuệ của kim cương thừa. Kim cương thừa hay mật thừa là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các tổ mật tông đều nhấn mạnh đến việc tu học thần chú như phương tiện để đạt đến sự giác ngộ. Truyền thống mật tông xây dựng trên sự truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ hết sức bí mật. Nhưng bí mật ở đây không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Sở dĩ có sự bí mật vì khẩu quyết đó chỉ có thầy vốn biết rõ căn cơ, trình độ của học trò
nên mới có thể chỉ dạy một phương pháp thích hợp nhất riêng cho học trò đó mà thôi. Khẩu quyết này có thể tạm ví như một thiền tông công án, chìa khóa giúp người đó tỉnh ngộ, nhưng chỉ một người thôi chứ không thể áp dụng cho hàng loạt. Nhờ chuyên tâm tu hành khẩu quyết này mà học trò có thể phá vỡ tà kiến, vén màn vô minh để nhìn thẳng vào sự thật. Do đó, tu theo mật tông phải có thầy, chứ không thể nghiên cứu vài cuốn sách hay học thuộc lòng vài câu chú như nhiều người thường nghĩ. Đã thế, vị thầy hướng dẫn còn phải là người kinh nghiệm, có những ấn chứng mới hướng dẫn học trò một cách tốt đẹp, hiệu quả được. Có hai sự nguy hiểm lớn trong việc tu theo mật tông. Vì sự truyền dạy không dựa trên sách vở, lý thuyết, nên người học không biết đâu là đúng là sai. Vì thiếu các chỉ điểm nên rất dễ đi vào con đường tà đạo. Vì phải dựa vào một vị thầy nên sự lựa chọn bậc chân tu đạo hành có kinh nghiệm hành trì mật tông là rất khó. Nếu gặp người thiếu kinh nghiệm thì cả thầy lẫn trò đều dễ lạc vào những cảnh giới huyền hoặc và vô cùng nguy hiểm của vô minh. Ngoài ra, vì tính bí mật không thể giải thích nên đã có nhiều ngộ nhận lầm lẫn của những người nghiên cứu mật tông theo sách vở. Nhiều người đã hiểu lầm những biểu tượng mật nghĩa rồi theo đó giải thích, tạo ra nhiều ngộ nhận vô cùng đáng tiếc, như mật tông là một kỹ thuật giao quan hưởng lạc, khai mở luồng quả hầu, tu dưỡng chân khí, thái âm bổ dương, vân vân. Đây chỉ là sự phóng chiếu các tư tưởng bệnh hoạn của những đầu óc ích kỷ, thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Có những điều chỉ có thể cảm được, ngộ được, nhưng không thể diễn tả được, nên các tổ đã sử dụng những biểu tượng để tượng trưng cho điều các ngài muốn nói. Những mật nghĩa để người đời sau phải suy nghĩ, phải sống, phải trải nghiệm thì mới hiểu được. Nhiều người đã dựa vào những biểu tượng mật nghĩa này để giảng giải mật tông một cách hoàn toàn sai lạc. Chẳng hạn như đây là con đường tắt, nhanh chóng để đạt đến kết quả. Làm sao một người sống trụy lạc, thân, khẩu, ý, hoàn toàn bất tịnh, chỉ cần đọc vài câu chú đã có thể giác ngộ, nhập niết bàn được. Giả sử như nếu có một câu mật chú mang lại kết quả như thế, thì tại sao người truyền dạy nó chưa nhập niết bàn ngay, mà còn mang ra rao bán bừa bãi để đổi lấy những số tiền cúng thầy, cúng tổ, hay những danh vọng hảo quyền mà người đời tôn cho họ? Người ta không thể tìm một giải pháp cấp tốc trong một thời gian thật ngắn mà đạt được kết quả tối đa. Tất cả những gì thiếu mục đích chân chính, chỉ nhằm đạt đến kết quả thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Không những mình đã làm người khác lầm lẫn mà còn đánh lừa chính mình nữa. Kim cương thừa có tính bí mật vì nó là một phương pháp tuyệt đối dành cho các bậc tu hành hết sức cao, chứ không phải để mang ra truyền dạy bừa bãi. Đa số mọi người chỉ thích nhắm vào kết quả mà không chịu hành động. Họ muốn học cách nào nhanh nhất, lẹ nhất và ít tốn công nhọc sức nhất. Cũng ví như người muốn lên lầu nhưng không muốn leo cầu thang mà đòi dùng thang máy. Không những họ lười biếng, thiếu kiên nhẫn mà còn tham lam. Với thái độ như vậy, không bao giờ họ có thể đi vào con đường này. Có lẽ vì biết thái độ của đa số chúng sinh đều như thế, nên các vị tổ mật tông đã gìn giữ giáo lý này trong dòng bí mật. Những bộ kinh của Kim Cương Thừa ít được truyền bá rộng rãi. Tôi có dịp gặp lại Bon Brady nhiều lần sau đó. Sau mỗi lần gặp gỡ, tình bạn giữa chúng tôi lại nảy nở thân thiết hơn. Bon luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực hành và khuyên tôi nên tránh con đường nghiên cứu một cách tự chưng. Tôi đã phung phí gần 10 năm trời làm chuyện vô ích này, nên không muốn thấy ai đi vào con đường này nữa. Đó cũng là lý do tôi không còn thích viết sách. Tôi muốn quên đi tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra. Chân lý không phải để mang ra nói đi nói lại, mà phải sống theo đó thì mới có lợi ích. Anh không nên chạy theo những lý thuyết diễn dông, mà hãy đặt câu hỏi xem chân lý đó có giúp gì cho mình không, và nếu được thì hãy sống theo nó. Làm sao một người đang đi trên con đường trí thức từ chương như ông lại có thể thay đổi như vậy được? Là một học giả, tôi chỉ biết nói về lý thuyết chứ chưa hề có trải nghiệm tâm linh. Dĩ nhiên tôi ý thức việc này hơn ai hết, nhưng trải nghiệm này đâu phải muốn mà được. Việc nghiên cứu của tôi
chỉ đi đến một giai đoạn rồi bế tắc. Người ta không thể đi xa hơn nữa nếu không có trải nghiệm tâm linh. Do đó, tôi chỉ lặp lại những lý thuyết khô khan và quanh quẩn trong phạm trù trí thức rồi rơi vào cái bẫy ngôn từ. Khi không thể diễn tả các trải nghiệm thực sự, người ta bắt đầu tưởng tượng, phóng chiếu các sự kiện này lên bằng những danh từ thật kêu. Lúc đầu tôi còn lúng túng vụng về, nhưng về sau, chính những danh từ hình ảnh của sự tưởng tượng này đã ám ảnh tôi. Nói cách khác, tôi đã tự lừa dối chính mình bằng các ảo ảnh đó lúc nào cũng không hay. Về sau ý thức được điều này, tôi đã qua Nhật tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để nhờ người giúp cho. Vị thiền sư nói rằng chỉ khi nào tôi có thể quên tất cả những sách vở đã đọc thì mới có thể chỉ điểm cho tôi thêm được. Tóm lại, những điều tôi học hỏi, nghiên cứu đều trở thành chướng ngại cho việc tu học của tôi. Bon ra đi ngưng lại rồi lắc đầu. Giả như anh có thể hiểu được sự sụp đổ của trí thức kinh khủng và ghê gớm như thế nào, tất cả những gì tôi tin tưởng và tự hào bỗng dưng trở nên vô giá trị. Tất cả những mốc điểm đều biến mất, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, chơi giới và hoảng hốt gần như phát điên vì không biết phải làm gì. Tôi cầu xin vị thiền sư giúp tôi. Vị này cũng tử tế chỉ cho tôi cách thiền định để chế ngự cái tâm. Nhưng sau mấy tháng liền, tôi không sao định tâm được. Các định nghĩa, danh từ, lý thuyết cứ nổi lên ám ảnh đầu óc đang hoang mang của tôi. Đến khi đó, tôi mới thực sự trải nghiệm được sự vô ích của tự chưa. Sau một thời gian tập thiền không kết quả, tôi đành trở về châu Âu. Trên đường về, tôi ghé qua Ấn Độ. Phải chăng có điều gì đã xảy ra làm ông thay đổi? Bon Reddy gật đầu. Phải, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Không lẽ ông ta có khả năng thay đổi người khác như vậy sao? Bon Reddy xác nhận. Phải, khi tiếp xúc với một bậc thiền tri thức, mình có thể thay đổi được chứ. Nhưng ông có tin Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Bồ Tát hóa thân như người Tây Tạng vẫn tin tưởng? Điều đó tùy sự tin tưởng của mỗi người. Phật giáo không quan niệm về một quyền lực ngoài giới mà chú trọng đến sự toàn thiện của mỗi con người. Khi một người đã chuyển được tất cả những năng lực trong mình, kết tinh thành một tâm thức siêu đẳng hay tâm thức Bồ Đề, ta có thể gọi đó là một vị Thánh hay một vị Đạt Lai Lạt Ma. Vì đã có nhiều người đạt đến trạng thái này, nên ta có thể biết chắc rằng điều này có thể thực hiện được. Ngay quả vị cao tột như Phật mà cũng đã có người Thái tự Tất Đạt Đa đạt đến, thì phải biết chắc rằng có người có thể đạt đến những quả vị rất cao, có đủ năng lực để giải phóng chính mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Một lời nói cao quý tràn đầy hy vọng. Danh từ Đạt Lai Lạt Ma có nhiều nghĩa, nhưng mật nghĩa của nó là một người đã vượt qua cái bản ngã của mình. Khi một người không còn bị giam hãm trong cái bản ngã nhỏ bé nữa, thì người đó là tất cả. Người đó trở thành một biển tình thương rộng lớn. Danh từ Đạt Lai là phiên âm tiếng Mông Cổ của tiếng Hoa Đại Hải hay biển lớn. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong trường hợp nào? Từ trước đến nay, các kinh điển Tây Tạng rất ít được truyền ra ngoài. Khi người Tây Tạng tị nạn vào Ấn Độ, họ đã mang theo rất nhiều sách vở kinh điển và cần phải thu xếp, sắp đặt theo thứ tự để kiểm kê trước khi thành lập một thư viện. Là một học giả thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả Tạng ngữ, nên tôi đã bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên, tôi đã tình nguyện giúp họ soạn thảo hồ sơ, sắp đặt và tổ chức một thư viện chính. Hôm đó, đang cắm cúi ghi chép những tài liệu thì Đức Đạt Lai Lạt Ma từ đâu bước vào. Ngài im lặng nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không hay biết, cho đến khi một nhân viên làm việc lên tiếng giới thiệu tôi với Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma từ tốn nói, ông làm việc như vậy đã đủ rồi, đừng nên tham lam nữa. Câu nói thoáng nghe không có gì quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi thấy như có một cái gì rung động lạ thường. Tôi định lên tiếng hỏi thì Ngài đã chỉ vào tờ giấy nháp mà trong đó tôi đã ghi chép các chi tiết
bằng tốc ký và nói: tờ giấy nháp đầy chữ đó không dùng được, phải biết lựa lọc ra thì mới có ích lợi. Lời nói dường như vô tình đó tự nhiên có một sức mạnh giăng dồi vào đầu tôi. Trong thoáng chốc, những thắc mắc từ trước của tôi bỗng sáng ra. Tôi đứng sững, mồ hôi toát ra đầm đìa, cho đến khi ngài bước ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay. Rồi sao nữa? Anh không hiểu ư? Trọn cuộc đời tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, ví như tờ giấy nháp đầy chữ. Tôi chưa biết chọn lọc trong đó ra những gì cần thiết để áp dụng cho mình. Các kiến thức mà tôi sở hữu lúc ấy chỉ như một tờ giấy nháp đầy chữ. Vì quá nhiều kiến thức nên nó ám ảnh tôi ngày cũng như đêm. Khi xưa, vị thiền sư người Nhật chẳng phải đã nói rằng chỉ khi nào quên hết chữ nghĩa thì tôi mới tiến bộ được kia mà. Tôi đã suy ngẫm về vấn đề này rất lâu, nhưng chưa đạt đến kết quả nào. Lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tia sét phá vỡ tất cả thắc mắc của tôi. Nó có một quy lực rất mạnh, làm tôi chấn động toàn thân như bừng tỉnh. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Toàn thân tôi nóng ran như lên cơn sốt. Hôm sau, tôi xin ý kiến ngài. Lạ thay, khi vừa gặp tôi, ngài đã nói rằng bây giờ tôi có thể thiền định được rồi. Ngài chỉ cho tôi thêm một vài khẩu quyết để bổ túc vào phương pháp thiền tôi đã học ở Nhật. Trước đó, tôi không thể định tâm, mà sau lần này tôi có thể làm được dễ dàng. Các danh từ, quan niệm, từ chương bỗng biến đâu mất hết. Càng thiền định về các chân lý khẩu tuyệt này, tôi càng quên đi những gì thuộc về sách vở tri thức. Sau đó, tôi đã tu nhập thức để suy ngẫm về những điều đã học hỏi. Và càng suy ngẫm, tôi càng thấy cái gọi là tri thức chỉ đáng dứt đi, không có một chút ích lợi gì cả. Nhưng ông tu nhập thức thế nào? Tu nhập thức cũng có nhiều giai đoạn. Trong những năm sau cùng, tôi chỉ nhìn vào vách tường. Tại sao lại nhìn vào vách tường? Anh có thể suy ngẫm rất nhiều khi nhìn vào một vách đá trơn tru. Anh có thể quán chiếu về sự rỗng lặng, sự đau khổ, hư hoại, sinh tử luân hồi. Anh có thể quán xét từng viên sỏi, từng hạt bụi bám trên vách đá, cũng như tất cả những hiện tượng đến từ cái không. Tóm lại, nhờ quán tưởng những điều này mà anh thấy rằng anh không thể tin tưởng vào giác quan của mình được. Một khi đã kiểm soát được sự nhận thức của mình, anh có thể thay đổi thực tại, anh sẽ trải nghiệm được cái hiện tại vô cùng. Tôi không thể giải thích thêm những điều mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Đây là điều mà anh chỉ có thể trải nghiệm mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể trải nghiệm được? Anh cần phải tập thiền, và trước hết anh cần một vị thầy. Nhưng ông cũng có thể giúp tôi được kia mà. Tôi chỉ là một kẻ cũng đang lần mò đi như anh thôi. Anh cần một người đã có kinh nghiệm hướng dẫn. Làm sao tôi tìm được người đó? Bồn Reddy mỉm cười. Anh thử xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sao. Hình như trước đây anh đã gặp ngài rồi kia mà. Tôi bối rối. Quả thật tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại e ngại. Hôm gặp ngài, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ, câu nói nào của ngài. Hình như có một cái gì thân mật, thánh thiện ở con người này khiến tôi vừa kính phục vừa ngại ngùng.
Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn Thiên Kinh Vạn Quyển, Hiếu Hạnh Di Tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ chín tháng chín ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca: công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình. Ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà,